Hello các bạn nha, chào tất cả các bạn đã đến clip tiếp theo của mình nha các bạn ơi. Các bạn ơi, hiện tại thì mấy anh em mình đang đổ từ Sài Gòn lên Đà Lạt các bạn ơi. Hiện tại thì đang ở tới Thống Nhất Gia Kiệm anh em ơi. Đó. Bây giờ là mấy anh em là gọi là ghé quán ăn. Đó. Ba xe, bốn xe nhưng một xe một anh thì không biết sao ảnh đi trước rồi. Bây giờ còn là ba xe mấy anh em mình vô ghé ăn. Đó. Thôi mời các bạn vô cùng ăn chung mấy anh em mình nha. Hôm nay là đổ bốn xe Sài Gòn lên nha các bạn. Đây, bốn xe thì sáu anh em, ba xe sáu anh em. Đây, đây là idol TikTok gì? Ba báu Quảng Nam. Đó, đang gọi là hút hài cốt. Hài cốt liệt sĩ. Xương tỷ. Hài cốt liệt sĩ. Sao béo không? Béo không anh? Béo. Hút béo không? Nó cái này nó bổ cho đàn ông không? Đúng rồi. Rất bổ luôn ha. Đó, hút ổn hút luôn các bạn nha. Cái này là một tô này là như là chị khuyến mãi hả? Khuyến mãi như ăn mối là khuyến mãi luôn đúng không? Đúng rồi. Quá ngon luôn. Trời ơi, ai cũng có chứ, nhà mình có không? Ở đây hả? Hút nè. Cái tô ít bánh của em đâu đấy, tôi ăn đây em làm cũng như thế, nhiều lần đã làm rồi. Không sao, nó bỏ phí. Ủa là em cũng không nói cái này chả có tùy. Nhà anh em béo không? Béo hả? Nè con thịt nè. Hút tróc luôn hả? Đâu là chép tróc à? Ờ giống thì chứ. Nhìn lên của em. Đâu tróc tróc luôn kìa. Rồi bên đây. Ngon anh. Ngon. À. Làm thử coi. À đây là có giống mỡ quá ha. Một lớp ngoài giống mỡ quá. Nó tỉ mà. Ồ, béo quá. Béo lắm. Quá. Rất rồi. Đây là chủ quán khuyến mãi. Em lấy ít bánh qua đi, anh ăn hết. Ăn đi. Không ăn không hết. Thiệt mà, bài không đói. Rồi được. Nữa. Được. Lấy thịt luôn đi. Rồi được rồi, ăn đi. Béo quá. Đã lắm. Đó. Hôm nay chế miếng nước mắm vô ăn ngon. Dựng lên, dựng lên. Nghe nó ăn tỉ rồi ăn trứng. Đúng tay. Ăn điều đó là chết luôn á. Sai giờ. Ngon các bạn. Ngon. Rất ngon các bạn ơi. Cái bữa này nó ngán. Bao ngon luôn. Bao ngon. Tôi cho anh nói nghe cứ thù rồi. Cái dữ vậy được. Nè. Đây được. Nè, không đây. Không đây. Ngán á, mở quá. Rọc luôn ha. Thỉ bò. Đây là các bạn nè, các bạn chỉ các bạn ăn tỉ này nha. Lắc bây giờ rớt mẹ thật rồi. Rớt quá rồi. Đó. Cái ống tỉ nè mình phải ăn phải liếm. Chứ không có bỏ được. Nhấm nè. Đúng rồi. Liếm nè. Múc. Biết nào, tỉ nó chảy ra ngoài này nè. Húp. Cái chất nhờn á. Húp chảy nó. Nó chảy ra ngoài này nè. Đó, mình phải liếm lại, rắc xuống. Đó ra. Đến đó. Má đồ hút kèo quá. Ngon. Hút nhẹ thôi được rồi. Đã. Béo quá béo. Đã. Ba đã. Trời ơi. Đây quá. Tao không. Hai sao mập. Hai người làm nước tăng cường ăn vô. Ngon. Nhanh lên tí. Cái cục này nè, nó dữ nè. Quá trời luôn. Cái này là nằm chắc cái giò quá.
Về lúc nào hôm nay nó ngồi nó coi. À, rồi rồi mà. Thôi mời các bạn ăn phở nha, với mấy anh em mình nha. Ngon nghe được. Mấy cái này nè, tại sao người ta nấu cà quá. Nước luôn. Không nước mấy ngày mới đêm á. Xong là bỏ luôn á chứ không có sử dụng lại nữa. Quán này thì mấy anh em mình thường hay ăn lắm, ăn đêm đây lắm. Đi gặp luôn thôi chứ đừng đi.
Bây giờ này em ít đói lắm. Mà em lên tới Bảo Lộc là mới đói. Giờ ăn không nổi. Em lên Bảo Lộc là lúc đó nó đói là vừa. Bảo Lộc phở ra ăn được. Ừ, ngon. Lên nó thoải mái, nó mình lên hết đèo nó đỡ. Ừ ấy. Ăn là vừa. Nó lại giới thiệu những thành viên trong xe mình này. Rồi, à, giới thiệu quên. Việc danh, việc đuổi. Thầy đuổi giới thiệu. Giới thiệu đây. Đây, mình xin giới thiệu các bạn nha. Đây là Trần Bùm. Chạy chiếc gọi là máy đuôi anh. 4265. 4265 đuôi. Sài Gòn Đà Lạt nha anh em. Đó. Kế tiếp là mình Vũ Dương và chiếc 72 đuôi. Đó. Lúc trước thì chạy chiếc 252 đuôi, hôm nay đổi thì 72 đuôi. Anh em nào quốc lộ 20 thì có gặp anh em mình thì đá đèn cái bóp càng cái để anh em biết nha. Đó. Chào nhau. Đây là Lý Hải. Lý Hải. Lý Hải chỉ qua một xe rồi. Lý Hải giờ không còn hát nữa. Còn hai thành viên đó giới thiệu của em luôn coi. Thành viên Quang Vĩ áo vàng. Tiếp nữa Quang là Quang. Quang áo là thường thường các bạn. Việt danh và thêm một ông anh nữa. Anh tên gì? Quang. Anh Quang à, là anh Quang. Quang ơi. Anh Quang vô chạy được 2 tour ta. Quang à, 3 tour. 4 tour. Anh uống gì không anh? Uống gì không? 4 tour. Có cà phê, chưa cà phê đi. Chưa có cà phê không? Rồi cho em đi phải đá đi. Thì giới thiệu luôn các bạn luôn anh Quang. Anh Quang thấy anh già thì nhưng mà anh lớn mình anh 53 đúng không? Ừ, anh lớn mình 13 tuổi. Thì xin phép mình gọi bằng anh nha. Đó. Nhiều khi các bạn không hiểu rồi các bạn bắt lỗi mình nói sao mày nó nhỏ nó hổn quá này nọ. Ờ vì người ta xem á, người ta không biết. Thì nói chung là 13 tuổi là con anh hợp lý đúng không anh Bùm? Sống của anh em mình. Mà anh Bùm. Nó đang nói chuyện này mệt. Vậy sao? 13 ảnh lớn em 13 tuổi thì gọi anh hợp lý không? Thấy không? Còn không thường thường đó đúng là vậy nè. Ví dụ là mình ra xã hội người ta lớn hơn mình 20 tuổi mình gọi tao bằng chú. Mà người ta lớn hơn mình 15 tuổi trở lại mình gọi anh là vừa rồi, hợp lý rồi. Đó chứ không phải là ấy. Nói về bữa ăn của anh em đi. Rồi bữa ăn của anh em mình hôm nay là xương hài cốt phở à, có anh thì ăn phở nè, phở gà, phở heo, phở bò miếng rồi đó nè. Đó. Này, tổng thiệt hại ở đây là chưa kiểm định được. Ai đây? Lý Hải đại diện bên đàn trai. Đại diện bên đàn trai tính tiền. À, anh có mang điện thoại xuống không? Không. Tôi nhá máy không. Mang đi số thôi. Rồi cho em cái cầu đây. Cảm ơn. 80 với 10 và 90. Tổng thiệt hại anh em móc bóp ra nè, thấy chưa? Gồm góp. Công si, đó, anh em là công si các bạn. Cảm tính một lần thôi. Ừ, tính một người tính thôi, rồi chia ra. 90, 105. Em nhiều hơn mà. Ừ. Có vậy cũng được. Dạ. Vừa rất nhiều nhiều là lỡ rồi. Đúng nhau. Không chơi vậy là, không chơi vậy là rõ rồi đó. Sao anh? Chạy ghê đi luôn không ghé. À chắc đi luôn rồi. Chạy cháu rồi, đánh đường bỏ nè. À. Ở đây. Tạm biệt các bạn đi nào. Bỏ mua nha. Chưa đủ giờ, chưa đủ lít. Tiếp tục vậy nào. Rồi bây giờ thì anh em mình lên đường các bạn ơi, mình có kêu ly cà phê nè. Anh Trần Bùm để uống ra bò hút nè. Anh bò hút còn xài tiểu đường hả? Ờ, nha. Mình tiếp tục một hành trình. Em mở thuốc em. Thiệt hại đi. Tổng thiệt hại là nhiêu vậy? Dạ. Tổng thiệt hại là nhiêu? 270 ngàn. Ồ, quá rẻ. Chào anh nha. Rồi, anh em lên đường. Rồi, anh em hẹn nhau ở Đà Lạt nha. Rồi ra đường, bây giờ ra đường là mạnh em nào thì cứ là bơm thôi.